Em xin chào các bác. Đây là những tấm pin mặt trời Long Di, công suất 555W, công nghệ 2 mặt kính các bạn. Đấy, tấm pin công nghệ 2 mặt kính này thì nó cho cái hiệu suất và độ bền rất là cao các bác nhé. Và chuyên để anh em lắp công trình nhé. Hiện tại thì pin này giá cũng rất là tốt rồi. Để anh em cũng rất dễ tiếp cận. Để anh em cần pin để lắp công trình hoặc cần nâng cấp ấy, thì có thể liên hệ với bên em, giá rất là tốt các bạn. Và đây cũng là 8 tấm pin mà bên em giao cho một chú khách cũng ở xa. Thì hôm nay chú lắp đặt có gửi video về bên em để hỏi cách ghép tấm pin. Thì pin mặt trời thì nó sẽ có hai cách ghép các bác nhé. Còn ghép như thế nào thì còn phụ thuộc vào cái thiết bị khai thác các bác. Trước đây thì có rất nhiều chiếc biến tần khai thác điện mặt trời áp thấp. Đấy, thì anh em chỉ ghép song song thôi. Thế nhưng mà hầu hết bây giờ thì biến tần sử dụng là biến tần áp cao. Thế nên anh em sẽ phải ghép nối tiếp những tấm pin vào để cho nó đạt hiệu suất tốt nhất các bác nhé. Ở mặt sau của hai tấm pin các bác nhé, nó sẽ có hai cực âm và cực dương được phân biệt với nhau bằng hai rắc được cái các bác. Thì anh em cứ nối từ cực âm của tấm pin bên này cắm sang cái cực dương của tấm pin bên kia, còn hai cái dây còn lại nó sẽ ra thiết bị các bác. Đấy, anh em cứ thế là nối vào thôi. Pin Long Di công suất 555W, giá rất là tốt để các bác lắp công trình ạ, hoặc cần nâng cấp. Đấy, giá 1.980.000 trên một tấm các bác nhé, chưa bao gồm phí vận chuyển các bác. Cái tấm này nó khá là cồng kềnh nên bên em ưu tiên anh em tới kho lấy, hoặc là em sẽ ship toàn quốc tối thiểu 5 tấm trở lên các bác nhé. Đấy, điện áp hoạt động của tấm pin này là 42,1V, dòng là 13,19A, còn điện áp hở mạch là 49,96V các bác. Pin mới 100% các bác nhé. Đấy, pin Long Di này thì chất lượng thì cực kỳ là tốt rồi các bác, hàng cực kỳ thương hiệu. Tấm pin này thì kích thước của nó là chiều dài là 2m27 các bác nhé, và chiều rộng là 1m13. Đấy là thông số chính xác để anh em có thể là đo khung hoặc là tính cái diện tích. Đấy, pin hai mặt kính này nó cho cái độ bền rất là cao các bác nhé. Và cái mặt kính phía sau cũng tạo ra điện các bác. Khi mà anh em lắp cao nó được phản xạ lại ánh sáng mặt trời, nó cũng sẽ góp phần tăng cái hiệu suất của tấm pin lên các bác. Pin khung nhôm mặt kính rất là dày các bác nhé. Pin ET540W, hàng nhà máy thanh lý, giá rất là tốt các bác. Chính vì giá của nó rất là hợp lý nên là rất là nhiều anh em có hỏi bên em là pin mới hay pin cũ. Chính vì vậy nên may bên em bỏ một pallet ra. Đây là một pallet hàng mới tinh, vừa nhập về từ nhà máy các bác nhé. Pin mới 100%, bên em sẽ bóc hộp ra. Quy cách đóng gói của mỗi một pallet là 33 tấm con nhé. Đây là pin ET Solar công suất 540W, hàng hai mặt các bác. Cái mặt là phía sau này cũng có thể tạo ra điện các bác nhé. Pin ET công suất là 540W. Điện áp hở mạch là 49,6V, dòng là 13,86A. Điện áp hoạt động là 41,64V các bác nhé. Dòng là 12,97A. Cái tấm pin 540W này, mặt sau của nó là một lớp TPT trong các bác nhé. Mặt sau của nó có thể tạo ra điện các bác. Cái tấm pin này nó cho cái hiệu suất và độ bền rất là cao. Kích thước của tấm pin này rất là cồng kềnh các bác nhé. Chiều dài là 2m27 và chiều rộng là 1m13 các bác. Đấy, chính vì vậy nên là bên em ưu tiên anh em đến kho lấy các bác nhé. Còn nếu mà giao hàng tận nơi thì bên em sẽ giao tối thiểu là 6 tấm trở lên các bác. Tối thiểu 6 tấm trở lên bên em mới giao hàng, và cộng thêm tiền phí các bác nhé, phí ship. Còn nếu anh em lấy lẻ 1-2 tấm thì có thể qua trực tiếp kho em lấy hàng. Pin công nghệ 11+3, hard cell, hàng hai mặt, cho hiệu suất và độ bền rất là tốt các bạn. Mức giá rất là rẻ nên anh em rất dễ tiếp cận. Hiện tại thì giá điện vừa mới tăng, trong khi đó là giá vật tư điện mặt trời lại giảm. Chính vậy nên là anh em lắp đặt tầm giờ rất là kinh tế các bạn. Và đây là cái mặt trước của tấm pin các bác nhé. Pin công nghệ 11+3, hard cell. Mặt trước là mặt kính và mặt sau là TPT trong các bác. Cả hai mặt đều tạo ra điện. Tất cả đều là pin mới 100% các bác, hàng nhà máy thanh lý. Đây, mỗi một pallet thì sẽ có 33 tấm các bác nhé.
Không sao. Tấm pin thì nó sẽ không bị nứt seo gì đâu các bạn. Seo nó đẹp luôn. Thế nhưng mà một số seo thì màu hơi xấu một chút thôi. Cứ để giấy cứng. Đấy, không ảnh hưởng gì tấm pin các bác nhé. Đây là mặt sau đây các bác. Cho hết sang bên này được không? Với việc là sử dụng cái tấm TPT trong ấy thì nó sẽ tối ưu cho các bác cái trọng lượng khi mà lắp đặt các bác. Nó không giống như cái pin mà sử dụng kính, hai kính thì nói chung nó sẽ rất là nặng các bác. Em sẽ quay chi tiết cho anh em ngoại quan của tấm pin các bác nhé. Đấy. Pin trang bị công nghệ 11+3, 11 đường điện các bác. Pin công suất 540W. Mặt sau của tấm pin nó trang bị công nghệ TPT trong. Thay cho mặt kính nó giúp tối ưu rất nhiều cái cân nặng các bạn. Nên là anh em thi công sẽ đỡ vất vả hơn. Và nhất là anh em thi công ở những mái mà lắp số lượng nhiều ấy, thì nó sử dụng hai mặt kính nó rất là nặng các bạn. Với cái tấm này thì nó sẽ nhẹ hơn khá là nhiều các bác nhé.